527. Chuyện kỹ nữ Umadanti. Tiền thân Umadanti. Kìa nhà ai đó, hỡi Suna. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Jetavana kỳ viên, về một tỷ kheo thối thất. Chuyện rằng một ngày kia, trong khi đi quanh thành Savatthi xá vệ để khất thực, ông chợt trông thấy một nữ nhân tuyệt sắc với xiêm y diễm lệ, liền sinh lòng mê mẩn nàng ấy. Khi trở về tinh xá, ông không thể nào xua tan hình bóng nàng khỏi tâm tư. Từ lúc ấy, như thể trúng mũi tên độc của dục tình, ông mắc bệnh tương tư, gầy gò như chú nai rừng, gân xanh nổi khắp mình mẩy và mong manh như cành liễu rủ. Ông không tìm thấy an lạc trong bất cứ pháp nào của tứ oai nghi, cũng không ham thích trầm tư. Nhưng một khi sao lãng phận sự đối với vị giáo thọ, ông sao lãng luôn cả việc học hỏi, suy tư và tham thiền dập địch. Các bạn đồng phạm hạnh bảo: Này hiền giả, trước đây bạn an tịnh và tự tại trong tứ oai nghi, sao giờ đây không như vậy nữa? Vì cớ gì? Ông đáp: Này các hiền giả, ta chẳng còn ham thích gì nữa. Tăng chúng khuyên ông giữ an lạc và bảo: Sinh ra làm đức Phật thật khó lắm thay, được nghe chánh pháp và làm người là chuyện cũng khó vậy. Song trước đây hiền giả đã đạt được điều này, và vì mong ước đoạn trừ phiền não, bạn đã để mặc thân nhân khóc than và trở thành người tu hành, sống đời sống ẩn sĩ. Tại sao nay hiền giả lại rơi vào dòng tham dục? Những tham dục xấu xa này rất thông thường đối với mọi chúng sinh si ám, từ loài sâu bọ trở lên. Những tham dục này có gốc ở sắc pháp hữu vi, vì thế chúng rất đáng nhàm chán. Tham dục đầy phiền não, khổ ưu ở đây lại tăng trưởng nhiều hơn nữa. Tham dục giống như xương khô, như miếng thịt. Tham dục như gió đuốc làm bằng cỏ khô hay lửa than hồng. Tham dục tan biến như cơn mơ hay của nợ, hoặc như trái cây. Tham dục làm đau đớn như mũi giáo nhọn hay chiếc đầu rắn. Thế mà hiền giả, thật vậy, sau khi đã thọ trì giáo pháp sáng ngời như thế này và xuất gia tu tập, giờ đây lại rơi vào dòng tham dục tai hại kia. Khi thấy những lời khuyến giáo của tăng chúng không làm ông hiểu được ý nghĩa, tăng chúng đưa ông đến ý kiến Đức Thế Tôn tại chánh pháp đường. Đức Thế Tôn hỏi: Này các tỷ kheo, tại sao các ông đem người này lại đây, nhiều người đó không muốn? Tăng chúng đáp: Hồi chúng bảo rằng vị tỷ kheo này thối thất. Bậc đạo sư hỏi xem có đúng chăng. Khi nghe ông thú nhận quả đúng, ngài bảo: Này tỷ kheo, các bậc trí nhân ngày xưa dù đang trị vì một quốc độ, vậy mà hễ khi nào tham dục khởi lên trong tâm cũng phải bị chúng chi phối một thời gian. Nhưng rồi đã cố điều phục những tâm tư tán loạn ấy và không còn phạm vào tà hạnh bất xứng nữa. Nói xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa trong kinh thành Arithapura của quốc độ dân Sivi, có vị vua trị vì bệnh danh là Sivi. Bồ Tát sinh ra làm con của chánh hậu và được đặt tên là Dương Tử Sivi. Vị đại tướng trong triều cũng sinh con trai đặt tên là Ahibaraka. Hai thiếu nhi lớn lên trở thành thân hữu. Khi được 16 tuổi, hai vị đến thành Takashila học tập thành tài xong liền trở về nhà. Vua giao dương quốc cho Dương Tử, tân vương này phong bạn Ahibaraka làm đại tướng và cai trị rất đúng pháp. Trong kinh thành có một phú thương tên gọi Tiritavacha, gia sản đến 800 triệu đồng, sinh được một con gái rất yêu kiều diễm lệ. Thân nàng có đủ mọi tướng tốt của phúc phận may sao. Đến ngày lễ đặt tên, nàng được gọi là Umadanti, người làm điên đảo say mê. Khi đến 16 tuổi, nàng đẹp như tiên nữ với một dung sắc siêu phàm. Mọi phàm nhân chiêm ngưỡng nàng đều không thể nào chế ngự được lòng mình và đều say mê nàng như thể say rượu đồng và mất hẳn tính tự chủ. Vì thế, thân phụ nàng đến ý kiến vua và tông. Tâu thánh thượng, nhà hạ thần có một nữ báo thật xứng đáng tiến cung hầu hạ thánh thượng. Xin hãy triệu các tiên tri vào. Những vị này biết cách xem quý tướng trên thân người, để các vị ấy thử xét đoán nàng xong, xin thánh thượng cứ tuyển dụng nàng tùy thích.
Vua chấp thuận cho triệu các vị Bà La Môn. Rồi họ đi đến nhà phú thương ấy, được tiếp đón rất trọng thể linh đình và dự tiệc bánh sữa. Và lúc ấy, Omadanti ra tiếp kiến quan khách với xiêm y lộng lẫy. Thoạt trông thấy nàng, họ đều mất hết tự chủ, chẳng khác nào bị say rượu mạnh. Họ quên mất rằng đang ăn tiệc dở dang. Có người cầm chiếc bánh lên, nghĩ mình sẽ ăn bánh, lại đặt bánh lên đập. Có người để rớt bánh trên hông, có người lại ném bánh vào tường. Mọi người đều như mất trí. Nàng thấy bọn họ như vậy, liền bảo: "Thế mà họ bảo ta rằng các người này đến đây để xem xét các đặc điểm của ta." Nàng ra lệnh nắm gáy cả bọn ném ra ngoài đường. Họ rất bực tức trở về cung với lòng uất hận, Umadanti và trình: "Tâu thánh thượng, nữ nhân này không xứng với thánh thượng, đó là một tay phù thủy." Vua nghĩ thầm: "Họ bảo ta nàng ấy là một phù thủy, vì thế vua không chịu nàng vào." Nghe được việc ấy, nàng bảo: "Ta không được vua tuyển vào làm dương hậu vì họ bảo ta là phù thủy. Như vậy bọn phù thủy đều giống ta." "Được lắm, nếu ta có dịp vào ý kiến vua, ta sẽ biết cách hành động." Nàng lại xin lòng thù quán vua. Sau đó cha nàng đem gả nàng cho Ahibaraka, và nàng rất được vị phu quân yêu quý say mê. Nguyên nhân gì khiến nàng thành diễm lệ như vậy? Đó là nhờ một chiếc áo đỏ. Ngày xưa đã có một đời, nàng sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở Ba La Nại. Và một ngày lễ, nàng trông thấy một vài nữ nhân cao quý phục sức lộng lẫy trong những chiếc y rực rỡ nhuộm màu hoa cúc đỏ thắm đang vui đùa. Nàng nói với cha mẹ là nàng cũng muốn mặc áo như vậy và chơi đùa. Họ bèn bảo: "Này con, nhà ta nghèo lắm, làm sao kiếm ra áo ấy cho con được?" Nàng đáp: "Vậy thì cha mẹ hãy cho con đi làm kiếm tiền ở một gia đình giàu có. Khi nào họ biết đến công lao của con, họ sẽ thưởng con một chiếc áo." "Được." Cha mẹ chấp thuận, nàng liền đến một gia chủ xin làm việc phục dịch để lấy một chiếc áo đỏ. Họ bảo: "Sau khi làm việc cho 3 năm, ta sẽ trả công cho nàng một chiếc áo." Nàng bằng lòng ngay, bắt đầu làm cho họ. Trước khi mãn hạn 3 năm, họ đã thưởng công nàng một chiếc áo nhuộm màu hoa cúc đỏ thật dày, cùng với một chiếc xiêm khác, và đưa nàng ra về. Họ bảo: "Hãy đi tìm các bạn nàng, và sau khi tắm gội xong, hãy mặc các xiêm y này." Thế là nàng cùng đám bạn ra đi tắm dưới sông, để chiếc áo đỏ trên bờ. Lúc ấy, một vị đệ tử của Đức Phật, Kassapa Ca Diếp, vừa bị cướp bất y, đang mặc những mảnh lá cây dùng làm y trong và y ngoài, đã đi đến chỗ này. Thấy vị này, nàng nghĩ: "Vị thánh nhân này chắc bị cướp bất y. Ngày xưa ta cũng vậy, vì không có ai cho y nên thật khó kiếm ra một chiếc." Nàng liền quyết định chia chiếc y làm đôi, cho vị này một nửa. Vì vậy nàng bước lên bờ, mặc chiếc áo cũ vào xong, bảo: "Xin thánh giả nán lại." Nàng đảnh lễ vị tỷ kheo và xé chiếc y làm đôi, tặng vị kia một nửa. Sau đó vị này đứng nghiêng một bên trong một nơi kín đáo, ném chiếc y bằng lá cây ra, lấy một mảnh áo làm y trong và mảnh kia làm y ngoài, rồi bước ra giữa khoảng không. Cả người chói rực lên nhờ màu sắc huy hoàng của chiếc áo, như thể dần dương mới xuất hiện. Thấy vậy, nàng suy nghĩ: "Vị thánh nhân này trước đây trông chẳng sáng chói, thế mà bây giờ ngài rực rỡ như dần dương mới xuất hiện. Thôi, để ta cúng dường ngài thêm cái này nữa." Nàng liền cúng nửa áo kia và phát nguyện: "Thưa thánh giả, con xin nguyện kiếp sau sẽ được sắc đẹp tuyệt trần, hễ ai thấy con đều không tự chủ được, và không nữ nhân nào đẹp hơn con cả." Vị tỷ kheo cảm tạ nàng và ra đi. Sau một kiếp luân hồi trong thiên giới, nàng tái sinh vào thành Arithabura và diễm lệ như đã được tả trên đây. Lúc bấy giờ trong kinh thành, dân chúng mở hội Katika. Vào ngày rằm trăng tròn tháng 10 âm lịch, họ trang hoàng cả kinh thành. Khi Ahibaraka ra đi đến trạm canh phòng, chàng dặn dò nàng: "Phu nhân Umadanti, hôm nay là ngày hội Katika. Đức vua vừa đâm rước lên đình khắp kinh thành, trước tiên sẽ đến trước cửa nhà ta. Vậy phu nhân đừng lộ diện
e ngài thấy phu nhân sẽ không chế ngự được tâm tư ngài. Trong lúc chàng từ giả nàng, nàng đáp: thiếp xin lưu tâm việc ấy. Vừa khi chàng đi khuất, nàng liền ra lệnh tỳ nữ phải báo cho nàng biết ngay khi vua tới cổng nhà nàng. Thế rồi vào lúc trời lặng, mặt trăng hiện lên, đèn đuốc sáng rực khắp kinh thành, vừa được trang hoàng như thể một kinh thành của chư thiên. Đức vua phục sức vô cùng lộng lẫy, ngự trên dương xa tuyệt đẹp do các tuấn mã kéo, cùng đám quần thần theo hầu, đi vòng quanh kinh thành với vẻ uy nghi cao cả. Trước tiên ngài đến thăm cửa nhà Ahibaraka. Lúc bấy giờ ngôi dinh thự này đứng trong bức tường bao quanh màu son đỏ thắm, với các cổng cao và tháp canh được trang hoàng rất sang trọng rực rỡ. Vừa khi ấy, tỳ nữ đưa tin hoàng thượng giáng lâm, nàng Omadanti ra lệnh đem đến một giỏ hoa. Nàng lại đứng gần bên cửa sổ, ném hoa xuống khắp mình vua với tất cả dáng điệu mê hồn của một thiên thần. Thoạt nhìn lên thấy nàng, vua như ngây ngất điên cuồng và không thể nào tự chủ được tâm trí, nên ngài không còn nhận ra nơi đây là tư thất của đại tướng quân Ahibaraka. Vì vậy ngài ngâm hai dần kệ hỏi người quản xa: kia nhà ai đó hỡi Suna? Bao bọc thành cao tỏa ánh vàng, bảo vật này như sao sáng rực hay thiều quang chiếu đỉnh cao sang? Chắc nàng con gái chốn khuê môn, chính chủ nhà hay vợ cầu tôn? Chỉ một lời mau cho trẫm biết, có chồng hay chữa được cầu hôn? Người quản xa đáp lời vua qua hai dần kệ: chuyện ấy đại dương hỏi hạ thần, đôi bên cha mẹ thảy am tường, chồng nàng tận tụy ngày đêm dẫn, phụng sự quân dương đủ mọi đường. Đại thần này chính là anh quân, phú quý vinh hoa hưởng trọn phần, mệnh phụ Ali lừng lẫy ấy, lọt lòng được gọi Umadan. Nghe vậy vua ngâm kệ tán tụng tên nàng: trời hỡi, tên kia thật bất tường, song thân nàng đã đặt cho nàng Umma từ lúc nàng nhìn trẫm, trẫm bỗng quá ra kẻ dại cuồng. Trong thấy vua dao động như thế, nàng vội đóng cửa sổ lại và đi thẳng vào khuê phòng. Còn vua từ lúc trông thấy nàng chẳng còn thiết gì đến việc đi dự đám rước đinh đình quanh kinh thành nữa. Ngài bảo người quản xa: này hiền hữu Sunanda, hãy dừng xe lại, đám hội này không hợp với ta nữa, nó chỉ hợp với Ahibaraka, đại tướng quân của ta thôi. Ngai vàng cũng xứng đáng với vị ấy hơn ta. Và khi dương xa dừng lại, ngài ngự lên hoàng cung, vào nằm nghỉ trên long sàn và nói quyên thuyên mê mẩn: ngọc nữ mắt nai thật dịu hiền, trăng rằm dằn vặt mới vừa lên, ngắm nàng trong áo bồ câu trắng, ta tưởng đôi dần nguyệt hiện tiền. Thu ba gần sóng mắt long lanh, quyến rũ hồn như xét ái tình, nào khác yêu tinh trên đỉnh núi, dáng yêu kiều chiếm trọn tim mình. Tố nga huyền bí thật cao vời, bảo ngọc lung linh dưới mỗi tay, mình chỉ khoác xiêm y độc nhất, rụt rè như vẽ một con nai. Các bóng tô son cuốn tóc mây, chiên đàn tỏa ngát dịu đôi tay, búp măng duyên dáng ôi kiều nữ, đến thổi nào cười với trẫm đây. Bao giờ thục nữ có lưng thon, trước ngực phô trương món bội hoạt, đôi cánh tay mềm ôm trẫm chặt, khác nào các lũy bám cây rừng. Nàng điểm chấm son sáng rực lên, ngực tròn ngọc nữ trắng như sen, bao giờ trao nụ hôn cho trẫm như rượu nồng đưa đến bợm ghiền. Nàng đứng kia ta chợt thấy nàng cực kỳ diễm lệ trước long nhan, không còn tự chủ lòng ta nữa, hồn vía quãng đâu trí biến tan. Khi ta chiêm ngưỡng dáng Umma sáng rực đôi tay điểm ngọc qua, như kẻ bị đền tiền phạt nặng, ngày đêm chẳng chợp mắt phần ta. Nếu được trời ban trẫm ước quyền, trẫm làm đại tướng một hai đêm, hưởng đời cùng với Umma ấy, để tướng Ahi trị nước liền. Sau đó các vị cận thần nói với tướng Ahibaraka: thưa chủ tướng, Đức Thánh Thượng đang lúc đi dự đám rước linh đình khắp kinh thành, đã đi đến cửa dinh ngài rồi trở về cung ngay. Ahibaraka liền về nhà hỏi Umadanti xem nàng có xuất hiện trước mắt vua không. Nàng bảo: thưa phu quân, có một lão bụng bự răng hô đứng trên dương xa đến đây. Tiện thiếp không biết là đức vua hay dương tử, nhưng nghe bảo đó cũng là một vị dương gia nào đó, nên tiện thiếp đang lúc đứng trên cửa sổ liền ném qua xuống người ấy, sau đó người ấy liền quay xe bỏ đi mất.
Nghe nói vậy, chàng bảo: "Thôi, nàng đã hại ta tàn đời rồi." Sáng sớm hôm sau, lên đến cung vua, chàng đứng trước cửa dương thất và nghe vua đang nói quyên thuyên về nàng Umadanti. Chàng suy nghĩ: "Đức vua đang si tình Umadanti, nếu không chiếm được nàng, ngài sẽ chết mất. Vậy bổn phận ta là phải cứu sống ngài. Nếu ta làm việc ấy mà không gây tội lỗi cho ngài hoặc cho ta." Thế là chàng trở về nhà, gọi một tên gia nô bạo gan đến và bảo: "Này hiền hữu, ở chốn kia có một gốc cây thân rỗng, trong ấy là đền thờ thần. Hiền hữu đừng cho ai biết cả. Đến lúc sẩm tối, hãy đến ngồi trong bọng cây ấy. Ta sẽ đến đó cúng lễ dân thần thánh và sẽ cầu nguyện như vậy: Tâu Thiên Dương, đức vua của chúng thần, trong lúc đám rước đang diễn hành, ngài đã không dự vào, đã về cung thất nằm nói lảm nhảm không đâu. Chúng thần chẳng hiểu cớ gì. Đức vua đã từng làm đại ân nhân của chư thần, hàng năm đã chi tiêu vào việc cúng tế cả ngàn đồng tiền vàng. Xin Thiên Dương cho biết tại sao đức vua lại nói nhảm như vậy, và xin ban cho chúng thần một điều ước để cứu mạng ngài. Ta sẽ khấn như vậy, và hiền hữu hãy nhớ lặp lại những lời này: Này đại tướng, đức vua chẳng bệnh tật gì cả, song ngài đang si tình phu nhân Umadanti đấy. Nếu ngài chiếm được nàng, ngài sẽ sống, bằng không e ngài phải chết. Nếu đại tướng muốn cho ngài sống thì hãy dâng nàng Umadanti cho ngài. Hiền hữu nhớ nói như vậy." Sau khi dặn dò gã ấy xong, chàng bảo gã ra đi. Thế là hôm sau, người gia nô đến ngồi trong bọng cây kia, và khi vị đại tướng đến nơi cầu khấn, gã ấy đọc lại đủ điều đã học trên. Đại tướng bảo: "Tốt lắm." Rồi đánh lễ vị thần xong, đại tướng đến kể chuyện với các vị đại thần của vua, sau đó vào cung, gõ cửa cung thất của vua. Vua đã hồi tỉnh và hỏi ai đó. "Tâu thánh thượng, chính hạ thần là Ahibaraka." Rồi chàng mở cửa cung thất, bước vào làm lễ triều kiến vua và ngâm dần kệ: "Quỳ trước đền thiên tấu đại dương, thần nghe quỷ nói chuyện phi thường, ma mê hoặc lòng kim thường, mong chúa thỏa tâm nguyện chuyển nàng." Vua liền hỏi: "Này hiền hữu Ahibaraka, ngay các vị thần dạ xoa cũng biết trẫm đang nói ngông cuồng vì say mê nàng Umadanti đấy ư?" Tâu thánh thượng, quả vậy. Vua nghĩ thầm: "Việc hèn hạ xấu xa kia của trẫm đã bị khắp thế gian biết cả rồi." Và ngài cảm thấy hổ thẹn khôn cùng. Vừa khi lấy lại được lòng chân chính, vững vàng, ngài ngâm dần kề sau: "Phước trời chẳng hưởng trẫm đành xa, thế giới điều hay đại tội ta. Phải biết lòng khanh đầy khổ não, nếu khanh chẳng gặp lại ma." Các dần kề sau đây do hai vị đối đáp xen kẽ: "Đại tướng, trừ đại dương cùng với hạ thần, việc kia ai biết giữa trần gian. Ma tặng vật xin dân chúa phỉ nguyện rồi đem trả lại nàng." Quân dương: "Kẻ ác nghĩ không một thế nhân, hẳn từng chứng kiến tội ta làm, song toàn việc ấy đều hay biết bởi các thánh nhân lẫn quỷ thần. Dù khanh có bảo chẳng yêu nàng, điều ấy ai tin giữa thế gian. Phải biết lòng khanh đầy khổ não, nếu khanh chẳng gặp lại phu nhân." Đại tướng: "Nàng quý yêu như mạng sống mình, thực là vợ thấm thiết bao tình. Song hoàng thượng đến ma gấp, như hổ sư về thạch động nhanh." Quân dương: "Bậc trí dù đau khổ ngập tràn, cũng không bỏ việc tạo bình an. Kẻ ngu dù đắm chìm quan lạc, tội lỗi thế kia chẳng dám làm." Đại tướng: "Tâu đại dương là dưỡng phụ thân, là thiên đế chúa tể thần dân, thê nhi xin hiến làm nô lệ, thánh thượng siêu di hãy đẹp lòng." Quân dương: "Kẻ làm hại bạn chẳng ăn năn, bảo chính đây là chúa vạn năng, chỉ nửa đời thôi e có sống, thánh thần thấy vậy chẳng bằng lòng." Đại tướng: "Nếu chánh nhân thâu nhận lễ dân do người tình nguyện tấu minh quân, vậy người đem tặng cùng người nhận, làm việc thành công quả vạn toàn." Quân dương: "Dù khanh có bảo chẳng yêu nàng, điều ấy ai tin giữa thế gian. Phải biết lòng khanh đầy khổ não, dĩ khanh chẳng gặp lại phu nhân." Đại tướng: "Nàng thiết thân như mạng sống thần, thật nàng là vợ quý vô ngần, ma tặng vật xin dân hiến, thỏa nguyện rồi đem trả lại nàng." Quân dương: "Làm mình khỏi khổ hại cho người,
kẻ khác bất vui và vẫn tươi, chẳng cảm niềm đau người khác khổ như mình chẳng biết chánh chân rồi. Đại tướng, nàng quý như đời sống đại dương. Thật nàng được ái luyến khôn liền, thần dân bảo vật không hoài của, như vậy người cho đã hưởng phật. Quân Dương, ta có thể làm hại bản thân vì thèm dục lạc của phàm nhân, song ta quyết chẳng bao giờ dám làm hại điêu tàn bậc chánh chân. Đại tướng, với thử binh quân phải khước từ, chỉ vì nàng vợ hạ thần ư? Từ nay giải phóng nàng từ biệt, xin triệu nô tỳ với chiếu thư. Quân Dương, ví dụ đại tướng hại thân mình, lìa bỏ phu dân chẳng tội tình, e phải chịu bao lời khiển trách, chẳng hề ai nói đúng công bình. Đại tướng, mặc lời khiển trách mặc than phiền, để mặc lời bình phẩm ngợi khen, trút xuống hạ thần như ý muốn, trước tiên ước Chúa thỏa tâm nguyện. Quân Dương, kẻ không màng đến việc khen chê, chỉ trích tuyên dương chẳng xá gì, tài sản vinh quang đều biến mất như cơn lũ rút đất khô đi. Đại tướng, bất cứ lạc hay khổ nảy sinh, vượt qua ngay hoặc não lòng mình, thần xin đón nhận dù ưu hỷ, như đất khoan dung cả giữ lành. Quân Dương, ta chẳng muốn người khác khổ đau, làm càng cho bạn phải ưu sầu, gánh sầu mang nặng mình riêng chịu, chân chánh không làm vướng bận nhau. Đại tướng, thiện hành dẫn dắt tới thiên đường, xin chớ cản chân tấu đại dương, tặng vật ôm ma thần cống hiến, như vua ban thưởng bậc sa môn. Quân Dương, khanh đối cùng ta thật chí thành, khanh và hiền nội bạn chân tình, đạo nhân thần thánh đều chê trách, nguyền rủa ta mang mãi tặng mình. Đại tướng, thần chắc dân quê đến thị dân, chẳng hề than Chúa thiếu công bằng, vì ôm ma chính thần dân hiến, thỏa nguyện rồi đem trả lại thần. Quân Dương, khanh cùng trẫm quả thật ân cần, khanh với phu nhân chính bạc vàng, chánh nghiệp thiện nhân gian vọng khắp, chánh hành khó dược tựa triều dân. Đại tướng, tâu Chúa công ban thưởng hạ thần những gì thần ước đại ân nhân, xin hoàng gấp bảy quà thần tặng, xin nhận ôm ma của biếu không. Quân Dương, tri kỷ A Hi quả thật tình, theo đường chân chánh từ xuân sanh, đâu còn ai nữa trong dân thế, nỗ lực cho ta được tốt lành. Đại tướng, tấu binh quân hiện hách vô song, thông hiểu chánh hành đại trí nhân, vạn tuế pháp dương đầy chánh hành, tránh đường tà dạy bảo cho thần. Quân Dương, đến đây đại tướng A Hi Pa, hãy lắng nghe lời nói của ta, ta sẽ dạy khanh toàn chánh đạo, thực hành bởi các thiện nhân xưa. Vua cầu chánh pháp được ân trời, bậc trí tối ưu giữa mọi người, không phản bạn lành là thiện hảo, tránh đường tà cực lạc cao vời. Dưới quyền đức độ của minh quân, như bóng cây che nắng trú thân, tất cả thần dân đều lạc nghiệp, hưởng đời phú quý mãi gia tăng. Việc ác nào ta có tán đồng, dù là vô ý vẫn sai lầm, ngu si là tội ta khinh ghét, nghe ví dụ này khắc tận tâm. Bò già đi lạc giữa dòng sông, cả đám bò con lạc bước chân, vậy nếu trưởng đoàn đi lạc lối, mục tiêu hạ liệt lại đưa được, cả đoàn thấp kém liền theo gót, cả nước than thời loạn nhiễu như. Song nếu bò cha lại đúng dòng, đoàn bò thẳng tiếp bước sau lưng, vậy khi tướng lãnh theo chân chánh, dân chúng sẽ cùng tránh bất công, thanh tịnh an bình liền phát khởi khắp miền cương thổ với non sông. Ví dầu trẫm được cả trần gian, cũng chẳng làm sao hỡi tướng quân, trẫm chẳng thể nào gây ác nghiệp mà mong đạt đến cõi thiên đàng. Những gì quý giá giữa nhân gian, nô lệ bò trâu với bạc vàng, thuấn mã xiêm y kho của cải, ngọc châu sáng rực gỗ chiên đàn, mọi nơi nhật quyệt ngày đêm chiếu, đổi lấy bất công cũng chẳng màng. Trẫm vốn xiêm di dòng quý tộc, người cai trị chính đáng công bằng, làm cha lãnh đạo giữ giang sơn, trẫm bảo tồn quyền lợi nước non, trẫm quyết trị dân theo chánh đạo, chẳng còn ai lệ thuộc riêng phận. Đại tướng, luật pháp đại dương thật tốt lành, mong ngài ngự trị hưởng trường sinh, dẫn đường đưa nước nhà an lạc cường thịnh, nhờ ngài đại trí minh hân hoan tràn ngập chúng thần dân, vì đại dương chân chánh diệt tâm, các bào chúa nào quên chánh đạo, từ nay ắt phải mất ngay vàng. Với xuân nguyên là đấng song thân, xin thực hành chân chánh đại dương, nhờ tiến bước lên theo chánh đạo, đại dương sẽ đạt đến thiên đường. Với hoàng nam chánh hậu cung tần,
xin thực hành chân chánh đại dương. Nhờ tiến bước lên theo chánh đạo, đại dương sẽ đạt đến thiên đường. Với bao bằng hữu đám triều thần, xin thực hành chân chánh đại dương. Nhờ tiến bước lên theo chánh đạo, đại dương sẽ đạt đến thiên đường. Trong chinh chiến hoặc bước hành trình, xin đại dương chân chính thực hành. Nhờ tiến bước lên theo chánh đạo, đại dương sẽ đạt đến thiên đình. Nơi thôn giả hoặc chốn kinh thành, xin đại dương chân chánh thực hành. Nhờ tiến bước lên theo chánh đạo, đại dương sẽ đạt đến thiên đình. Mọi miền quốc độ khắp giang sơn, xin thực hành chân chánh đại dương. Nhờ tiến bước lên theo chánh đạo, đại dương sẽ đạt đến thiên đường. Với La Môn các bậc Sa Môn, xin thực hành chân chánh đại dương. Nhờ tiến bước lên theo chánh đạo, đại dương sẽ đạt đến thiên đường. Với loài súc vật các chim muôn, xin thực hành chân chánh đại dương. Nhờ tiến bước lên theo chánh đạo, đại dương sẽ đạt đến thiên đường. Thực hành chân chánh tấu quân dương, do đấy nguồn ân phước tứ tràn. Nhờ tiến bước theo đời chánh hành, đại dương sẽ đạt đến thiên đàng. Chính nhờ tỉnh giác tấu quân dương, thiện đạo tiến lên bước vững luôn. Giáo sĩ chư thiên và đế thích từ xưa đã đạt đến thiên đường. Khi vua đã nghe đại tướng Ahibaraka của ngài thuyết giảng chánh pháp như vậy xong, ngài đoạn trừ hết lòng tham đắm đối với nàng Omadanti. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư thuyết giảng các thánh đế và nhân diện tiền thân, giai đoạn kết thúc các thánh đế. Vị tỷ kheo kia đã được an trú vào sơ quả dị lương. Thời bấy giờ, Ananda là người lái xe Susanda. Sariputta sẽ lợi phất là tướng Ahibaraka. Obalavana liên qua sắc là nàng Omadanti, và các đệ tử của Đức Phật là đám triều thần, và ta chính là vua Sivi. Đám triều thần và ta chính là vua Sivi. Đám triều thần và ta